Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B xuất hiện khá sớm tại Việt Nam, nhưng ít được nhắc tới như Toyota Vios và Honda City. Nhưng bước sang thế hệ mới, Hyundai Accent bỗng dưng bứt phá trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu trên thị trường ô tô. Vào ngày ra mắt, Hyundai thành công kỳ vọng bán 800 đến 1.000 xe mỗi tháng, nhưng doanh số thực tế đều hơn 1.300 xe trên tháng, chỉ đứng dưới Toyota Vios, vượt mặt tất cả những đối thủ còn lại trong phân khúc sedan hạng B. Tháng 3 năm 2019 vừa qua, Hyundai Accent cũng đã đạt doanh số tới 1.700 xe. Ngoại hình của Accent thể hiện rõ đổi mới, học hỏi theo đàn anh trong giải sản phẩm. Nó gạt đi những nét mượt mà yểu điệu mà Hyundai yêu thích cách đây vài năm. Chính giữa phía trước là lưới tản nhiệt hình thác đồ góc cạnh, hốp hút gió rộng hai bên. Ưu điểm mặt trước là hãng xe Hàn khá rộng rãi khi sử dụng nhiều vật liệu chrome, tạo cảm giác sang trọng hơn cho mẫu sedan hạng B. Về thiết kế ngoại thất, Accent được trang bị công nghệ đèn pha projector và giải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Chi tiết không phải mẫu xe nào trong phân khúc cũng có. Và điểm đáng chú ý nhất là đèn chiếu sáng khi đánh lái. Thực chất mỗi cụm đèn pha có một bóng halogen. Khi đánh lái về bên nào, đèn bên tương ứng sẽ sáng lên, giúp người lái dễ quan sát về hướng cần rẽ. So với đời cũ, Hyundai Accent 2019 dài hơn 70mm, rộng hơn 29mm. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4440, 1729, 1460mm. Điểm đáng chú ý nhất là chiều dài cơ sở 2600mm, dài hơn 30mm trên lý thuyết sẽ giúp khoang nội thất rộng rãi hơn chút ít. Hệ số cản gió ở mức 0,28cg. Đuôi xe là nơi đáng khen nhất ở ngoại thất. Nó mang tính thể thao với nhiều đường gờ nổi giống như đàn anh Hyundai Elantra. Đèn hậu nổi bật nhờ dùng công nghệ LED, đồ họa hiển thị dạng 3 chữ C. Hiện tại, Hyundai Accent số sàn bản đủ sử dụng động cơ 1.4 lít, có giá bán niêm yết 470 triệu. Hyundai Lê Văn Lương hỗ trợ quý khách hàng mua xe Accent trả góp chỉ cần trả trước 15% giá trị xe. Số tiền lãi gốc mỗi tháng khoảng từ 6 đến 8 triệu tùy thời gian vay. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số máy 0967 58 8585 gặp Ngọc Huyền, phó phòng kinh doanh để có giá tốt nhất thị trường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của VB.